Xôn xao bà Phương Hằng có bằng giáo sư dù chưa tốt nghiệp cấp 3. Tấm bằng giáo sư danh dự này bà Hằng được trao tặng khi có nhiều cống hiến trong kinh doanh hoặc cộng đồng. Sau lần gây bão trên sóng livestream ngày 25 tháng 5 vừa qua với hơn 500.000 lượt người xem ở thời điểm đông nhất, bà Nguyễn Phương Hằng vốn nổi tiếng nay càng nổi tiếng hơn. Ngoài những phát ngôn chắc hơn nước cắt, bóc phốt những thị phi trong cuộc sống đời tư của nữ đại gia cũng nhận về rất nhiều quan tâm. Vốn là người thẳng như rụt ngựa, bà không ngại nói về chuyện mình có ba đời chồng, thậm chí chuyện con trai từng dính cá độ cũng được nữ đại gia phanh phui trên mạng xã hội. Đặc biệt khi tìm hiểu thêm về đời tư, nhiều người còn bất ngờ hơn được biết để có thành quả như ngày hôm nay, bà chủ Đại Nam từng bôn ba nơi đất khách quê người và từng sang Canada kiếm sống năm 16 tuổi nên mới có biết danh Hằng Canada. Cũng do hoàn cảnh gia đình nên vợ chồng chuẩn lò vôi đã bỏ học năm lớp 11. Dù vậy, trong một chia sẻ cách đây không lâu, bà Hằng tiết lộ bản thân vẫn có bằng giáo sư. Bà Hằng cho hay bản thân và chồng được cấp bằng giáo sư thỉnh giảng truyền cảm hứng cho cộng đồng khi đại học Apollo khai trương chi nhánh tại Malaysia. Cụ thể, bà Hằng nhận được vinh danh Honorary Visiting Professor, giáo sư danh dự, thì ông Dũng Lò Vôi cũng được nhận Honorary Doctor of Business Administration, tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh. Và tấm bằng còn có ý nghĩa hơn khi đây là danh hiệu cao nhất mà đơn vị này trao tặng cho những doanh nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp kinh doanh và hoạt động cộng đồng vì châu Á. Trở về với vũ trụ đấu tố theo lịch hẹn đúng 18:30 tối nay, bà Hằng sẽ chính thức livestream trên fanpage cá nhân và một tài khoản YouTube. Nội dung sẽ bàn về gốc khúc của việc làm từ thiện và những câu chuyện đau lòng bản thân bà Hằng trực tiếp chứng kiến trong quá trình hoạt động thiện nguyện. Theo tin Bảo Anh, Việt Nam Net.